tiền nhưng nó không nghĩ đến ngày có tiền. Nghĩ đến lúc muốn sửa không sửa được. Đến lúc rồi muốn sửa không sửa lối. Không bao giờ sửa được em ạ. Thế bây giờ em chỉ hỏi anh, cái nhà như thế này mình xây rồi đúng không? Thế thì sau này ví dụ mình bảo là nhìn như kia nó đẹp hơn. Nhưng đến giờ này ví dụ bảo không có tiền nhưng mà có thể mình chịu. Đúng rồi. Không chịu được hết thì phải chịu, gọi là ví dụ như là có 30 thì mình phải chịu được 10. Chịu lại được tầm 1/3. À. Thế thì cái 1/3 đấy thì mình gấp bẻ chỗ khác đi. Vì cái cửa là mình sẽ không bao giờ sửa được. Sửa thì vẫn sửa được nhưng mà ngược lại là nó không ra gì. Không nhìn cái bé thật. Của cái nhà bên vào bây giờ cái cửa của cái phòng tôi đùng mà cái cửa có 1 mét thế thì chú vào. Không được. Được 1 mét em ạ. Bây giờ hiện tại chưa chát thì mới là 1 mét rồi nhỉ? Ừ. Thế thì chưa không... Chưa chát là 1 mét là hôm mình đo rồi. Còn nếu mà chát vào mỗi bên 2 phân nữa phải không? Nhẹ nhất là 2 phân. Nếu mà cửa hẹp thì mỗi bên 3 phân. Cửa đấy chắc không phải cửa. À cửa gỗ đó, cửa hẹp mà phải không? Ngày xưa, ngày xưa mà. Ừ, thế là cửa hẹp. 3 phân là còn phải xây thật chuẩn. Không chuẩn là 3 phân không chát lối. Tự xây lấy thì em nghĩ cái lỗ còn hơn đi chứ mình. Nó xây cái kiểu đấy là anh biết rồi, chị đã xây cái kiểu cứ như là xây tủ lợn. Mình không phải khinh chúng nó đâu nhưng ngược lại chúng nó... Nhìn cái tường chán thật. Anh nói nhiều khi anh nói rồi, bây giờ nó bỏ cái công của thằng Nam ra. Mới bỏ cái công của vợ, mới vợ hai vợ chồng thằng Nam mới bỏ cái công của vợ nó ra. Không bị mệt mỏi gì, nó bù với nó thuê được hai thằng như anh thằng Đoàn. Đúng rồi. Cứ bảo như các anh nhà... là nó đã thợ cứng rồi. Làm cho nhà nó ngon nghẻ luôn. Mà nó nhanh hơn mà có người tính việc cho. Thuê anh với thằng Đoàn nó bằng thật một câu chắc chỉ hết tầm 20 triệu tiền công. Nó là cái tính kiểu tận dụng những lúc không làm gì thì làm không? Nó cứ nghĩ thế thôi nhưng không phải, cái thời gian đấy mình đi làm cái khác có phải hơn không?